giải thiếu niên nhi đồng giữa Tuấn Dũng của Trung Châu đã nhất thắng Hiếu Tiệp của Hồng Hà. Xin theo, mời hai đội vào sân. Cũng như là quyết định của ban tổ chức là trao bằng hết giải cho các đô đủ sức đủ tài của ba hệ thống giải. Một là giải mở rộng, hai là giải phong trào địa phương và ba là giải thiếu niên nhi đồng. Trong chương trình buổi chiều hôm nay, chúng tôi sẽ quyết định cho các hạng đô đủ sức đủ tài thi đấu và nhận hết phần thưởng, thi đấu để nhận hết giải về phần mình. Nếu trong quá trình thời gian muộn, ban tổ chức sẽ quyết định mắc điện cho các hạng đô thi đấu. Vì kế hoạch của ban tổ chức là chỉ còn một buổi chiều hôm nay mà thôi. Nếu như không xong thì chúng tôi muộn thì chúng tôi mắc điện, chứ còn bằng phải tổ chức xong và trao hết giải cho các đô đủ sức đủ tài. Cũng thông báo để cho quý vị và các bạn lắm được thông tin và tranh thủ bố trí công việc cũng như là bố trí thời gian. Nếu như muộn thì sắp xếp công việc để rất mong quý vị và các bạn ở lại cổ vũ động viên tinh thần thi đấu cho các hạng đô. Xin mời Tuấn Dũng của Trung Châu đã nhất thắng. Tuấn Dũng có mặt chưa? Xin nhắc lại, đô giữ giải mang đai đỏ và đô theo giải mang đai xanh. Tuấn Dũng của Trung Châu xin gọi lần thứ hai. Rất khẩn trương. Nếu như gọi ba lần đô nào không có mặt, chúng tôi sẽ chốt quyền thi đấu. Hiếu Tiệp của Hồng Hà có chưa? Đề nghị Hiếu Tiệp thay trang phục. Hiện nay Hiếu Tiệp của Hồng Hà có mặt rồi. Đề nghị các đô khẩn trương. Đô Tuấn Dũng của Trung Châu có chưa? Đô Tuấn Dũng đã nhất thắng. Nếu như gọi lần thứ ba, đây là đô nhất thắng lần thứ ba mà không dám lên sới, thì ban tổ chức sẽ công bố cho đô Hữu Tiệp sẽ thắng ở trận đấu này. Vâng, cũng như là thông báo ban tổ chức là sẽ tạo điều kiện cho các đô thiếu niên nhi đồng, thanh niên và mở rộng. Để tạo điều kiện cho các đô có vé thông hành, chúng tôi liên tục dựng các nẻo. Vậy đề nghị các đồng chí trưởng đoàn, huấn luyện viên khẩn trương vào gặp ban tổ chức để đăng ký cho vận động viên mình tham gia thi đấu. Sau đây là chương trình thi đấu ở lèo số 8 giải thiếu niên nhi đồng. Ban tổ chức xin giới thiệu đô Tuấn Dũng của Trung Châu với trang phục đai đỏ gặp đô Hiếu Tiệp của Hồng Hà với trang phục đai xanh. Điều khiển chính trọng tài Nguyễn Viết Thắng. Hai đội chú ý, nghe hiệu lệnh trọng tài trống, xe đài. Sau trận thi đấu này, ban tổ chức sẽ đưa cơ cấu giải thưởng, giải nhất, giải mở rộng ra giữa sân. Chúng tôi quyết định là chỉ còn một buổi chiều nay, chúng tôi sẽ tổ chức song song các trận đấu. Trọng tài chính đã ra ký hiệu. Hiệp thi đấu thứ nhất bắt đầu. Thì nèo của thiếu liên đã đài phải lội ngược tình thế. Hiếu Tiệp của Hồng Hà đã loại Tuấn Dũng của Trung Châu ra khỏi nèo số 8. Xin mời các đồng đội.
xin mời mang giải nhất ra. Thế thì chúng ta rước biển.